Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Đây là mình đây, từ đường phố đây đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến nha, là mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay lại video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ nha, đừng quên like, share, đăng ký kênh nhân đồng kéo phải mình xem nhiều. Và chúc anh em một tuần mới vui vẻ nha, chắc đầy sức khỏe bên gia đình cũng như người thân ạ. Uầy, mình đến Impel Down rồi anh em này, các bạn đến đâu rồi? Trời ơi, cuối cùng mới đến được Impel Down rồi anh em. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm về hai vấn đề anh em nhé. Vấn đề đầu tiên là có đe anh em đó, đã có đe mới rồi, anh em đã nhận hết chưa? Nếu chưa thì tranh thủ nhận nhé. Vấn đề thứ hai là lâu lắm rồi chúng ta lại không review tướng nhảm anh em. Hôm nay chúng ta sẽ lại đi review tướng nhảm anh em nhé. Hãy lại kiếm những con tướng nhảm nhí để chúng ta review sức mạnh, những tướng mà ít khi anh em để ý đến nhất và chẳng mấy khi chơi luôn. Thì liệu cũng không chơi nhưng mà liệu nó có mạnh hay không thì ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi đấy. Đầu tiên trả lời câu hỏi kiếm cương đấy anh em. Jojo Loaro có mặt đường trại ác quỷ của Rook Anari. Romy thì phải đúng không nhỉ? Romy Rook từng được chưa từng được làm điều gì? Đi tàu Sunny ăn trái ác quỷ, đi tàu anh em, tàu cũ trước đi. Xanh đã cái mũ cối anh em. Đấy, chuyển lại cho cái mũ cối ở đầu. Tên nàng Usopp là gì? Sirup hay là Sira này? Sira thì phải, Sirup à? Đó không trả lời quên anh em. Ok, đây, thời nét lại lên anh em. Thấm thoát một tuần đã trôi qua rồi các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại có một cái cốt mới, đó là code tuần anh em nhá. Đó, không anh em đã nhận hết chưa? Code 2203221. Ok. Đấy, đây là cốt tuần mới này anh em này. Các bạn tranh thủ thời gian nhận nhá. Cốt thì khá là ngon, được một đánh boss và 5 thùng bia. Nói chung là cơ bản này chúng ta chỉ cần những thứ đấy thôi. Ok, cũng xương xương cũng được rồi anh em, nhận phát rồi. 5 lần, ôi mà xong cho quả bốn lá nhờ. Này Nami phát quả vẻ không ok lắm nha. Lẽ ra là nên tặng cho một cái gọi là quả bốn lá đấy anh em, đang sự kiện quả bốn lá mà. Mình tặng cho anh em ít quả bốn lá để đổi sự kiện chứ nhờ. Đấy, không tặng cái này chưa kiểu gì. Nami trồn quá. Rồi 3 cái xe đạp rồi. Cố gắng thôi anh em. Hôm sau hôm nào cuối sự kiện rồi tính đổi sau vậy. Ok, hai con được đánh boss này, tranh thủ mua luôn. Cào phát nữa. Rồi, nhận nào. Chúng ta còn thiếu đâu đó 21 thùng bia nữa anh em. 21 thùng bia nữa là mình ăn được hết rồi. Giờ mới có 11 anh em, còn thiếu 10 thùng bia nữa. Ui, thế tích 2k kim cương là đủ, mình cũng sai lầm. Đúng bạn, 2k kim cương nữa là mình đủ rồi. 2k kim cương mua thêm 1k cỏ 4 lá nữa là ok, đâu nữa. Sai lầm. Thật là sai lầm các bạn. Rồi, làm qua nhiệm vụ đã. Ok, hôm nay mình sẽ review về một bộ đôi tướng mà có thể là rất là nhiều anh em cũng đã biết và các bạn xem phim cũng đã thấy rất là nhiều. Lúc nào trước khi thấy là sẽ đòi đánh mũ rơm, đòi đánh Zoro rồi bắt Zoro các kiểu anh em đấy, nghe thấy rất là oai phong nhưng mà hành lá thì ăn suốt ngày ngập mồm luôn anh em đấy, ngập mồm ngập miệng luôn. Anh em đoán ra được ai chưa? Đấy, bác nào mà xem đoạn này mà đoán ra được comment phát biết con nào. Một quên mình để ảnh đại diện các bạn biết ai rồi lộ đấy. Ok, nhận quà đấy anh em, sẽ làm cái kim cương được bao nhiêu. Ui, ăn nhiều không nhỉ? Nhớ là bữa hôm qua mình làm có ít mà sau này trả nhiệm vụ nhiều này. Em được 1k2 kim cương thôi à, thôi bỏ đi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm hai cháu thì các bạn cũng đã biết rồi. Đầu tiên mình để này mình trang bị cho từng cháu một đó nha. Đấy, cứ trang bị đầu tiên đấy, đó chính là Smoker anh em. Smoker anh em, trang bị vô nào. Ok, mệnh danh từng là một thợ săn hải tặc anh em và bây giờ đang là phó đô đốc anh em đó. Thì không biết là sức mạnh của ông ấy nó sẽ đến tầm như thế nào anh em. Đấy, mang cho nguyên bộ đồ nghề này các bạn này, nhìn thấy không? Đẳng cấp chưa? Up cấp nha. Đấy, chỉ huy à, đừng hết xem skin của ông đánh đấm ra sao anh em. Nó đang lên bậc A, bậc cao nhất hiện giờ của bảng này luôn anh em nhá. Đấy. Đây nào. Full level 100 anh em, kích hoạt 3 skin. Khói tỏa khi tấn công thường sẽ có 21,9 sát thương kỹ năng. Đấy. Nhiễu xạ tăng bản thân 75 sát thương kỹ năng và 30% máu anh em. Cuối cùng là khói trắng gây ra một cho ba kẻ địch ngẫu nhiên
và có 35% hóa đá trong vòng 2 lượt. Những địch có vai trò đấu sĩ sẽ nhận thêm sát thương 500 công anh em. Và đi theo smoker của chúng ta thì không thể nào thiếu một cô nàng dễ thương được, anh em cũng đã đoán ra chưa? Trời ơi, một cô nàng dễ thương anh em. Tatsugi, hay là Tatsugi đấy anh em. Tướng này là tướng hỗ trợ, mình có một bộ hỗ trợ nhưng mình đang mang chopper phải không? Mình nhớ mình có đồ mà. Đây rồi. Đấy, là chơi là phải chơi cho chất các bạn ạ. Đấy, mang hẳn đồ nghề đồng hòa anh em nhá. Hay nào. Ô, bỏ rồi. Đây, không, được rồi. Mang những cái này luôn anh em. Rồi, up cấp luôn. Full cấp luôn anh em. Đấy. Tatsugi à? Tatsugi anh em. Nói chung là mình xem phim mình cũng không nhớ tên lắm. Đại khái là Tatsugi hay là Tatsugi đấy, tùy các bạn đọc nhá. Rồi. Với quả nội tại anh em hỗ trợ xem nào, thiêu đốt. Khi tấn công thường có 50k thiêu đốt bằng 48 một câu anh em trong 2 lượt. Tăng công bản thân muốn nó bốc đâu. À anh em có khả năng làm choáng này. Mỗi tướng trong vòng 2 lượt, à chắc cũng được. Nói chung là cũng được của nó đấy anh em. Xem nào có đồ mình nâng cho quả đá lên tí nhờ. À, bút cho quả đá lên tí anh em. Đấy, cho nên đám máu, máu vào máu đi. Đám máu vào máu cho nó khỏe anh em. Rồi. Smoker đó, lại làm cho quả máu nữa anh em. Rồi cho hai thầy trò ra trận xem là giờ đi vào game liệu có bị ăn hành nữa không anh em. Ok nhá. Rồi, vấn đề tiếp theo chúng ta đi kiếm đối thủ nào. Arc này, ở arc này thì mình có nhiều đối thủ để đánh đấy. Mình nhớ bữa mình xác nhận với mấy anh em được chiến nó cũng chung chung mà. Đây bạn này 4 triệu này. Đây anh em 200k đầu tiên. Đâu rồi, bộ đôi đâu rồi. Đây, Satigi này. Smoker này, đổi vị trí. Mang thuyền vào đảo hoàng các bạn. Rồi 136k đầu chiến tấn công. Xem đánh đấm như thế nào các bạn. Nào, một chém. À chém à, smoker một đấm. Bắn. Ui trời, A Neon T đó nhờ. Ui. Satiki có vẻ ui nó đánh nhanh quá anh em không kịp nhìn luôn, nhưng mà được các bạn. Chém phát bay màu hai đứa luôn. Được có ló anh em. Đùa đâu, vào đây đừng nói bán hành anh em. Hành sắp mặt lại của đội bạn ngay chứ nói bán hành nào được. Đường đường là đô đốc hải quân mà. Cứ đùa anh em, à phó đô đốc nhỉ, phó đô đốc được hải quân anh em. Smoker. Người luôn thề lon hẹn biển sẽ cố gắng bắt được ui, bắt được cháu lúc bắt được lúc phim mũ dơm của nhà chúng ta anh em. Nhưng mà sau bao nhiêu cố gắng thì thứ này chỉ có ăn hành thôi các bạn. Bộ đôi ăn hành nhiều nhất của phim luôn đấy. Mình vừa test tem này đúng không, 276. Ok rồi, tem 795 của anh em. 795k, xem là có chém được phát bay màu hai đứa nữa không. Ui đây có Usopp. Ui Usopp E 10 sao với cả Nami. Ôi, thẻ căng quá các bạn. Ăn không nổi rồi. Ăn không nổi rồi. Con này ăn chịu ăn hành thôi các bạn. Con này vào đây chịu ăn hành thôi. Úi giời. Ui. Chém khỏe đấy nhờ. Trời ơi. Rồi tụi này thua rồi anh em. Kiếm đối thủ khác đi. Mình nhớ vào một bác nó hơn 400k được chiến đó mà. Ta mình nhớ bữa mình có kết bạn rồi mà. Còn thì anh em được chiến cao đi, ra kết bạn với bạn được chiến thấp để test ra. 99 97. Lúc phi nhân phẩm ha. Ghê vậy. Cái gì mà lúc phi nhân phẩm ghê vậy. Đồ áo đen nữa à. Ông trồm. Ô hay là bác ấy đổi tem rồi ta. Nghi vấn có khả năng bị đổi tem rồi anh em ạ. Xem là bạn bè có bác nào được chiến thấp thấp không. Xem nào. Không để đội luôn. Trời ơi toàn mấy anh em được chiến khủng quá. Còn không để không để đội các bạn. Tạm thời phải từ chối anh em một tí để cho mấy bạn khác nó hiện ra nữa. Thì mình cũng full bạn bè rồi anh em thông cảm nhá. Tình hình là mình cũng đang full bạn bè rồi. Hiện ô toàn được chiến cao này sao đánh. Xóa tất cả. 600 ui nhưng mà toàn 10 sao anh em chơi sao lại được. Bao nhiêu
125 thì ít quá. 50 sao? Uầy, toàn anh em để tem nó chín cũng mới nhờ. 260k, ơ bác này đường này. Mà xem còn bác nào nữa không? Kết bạn luôn anh em. 500k. 300k đường này. Từ để mình nên hủy bớt bạn bè đó. Ok, mình hủy bớt đi anh em. Tí mình gặp bạn bè nhá. Rồi ok, giờ thì thao hồ test anh em nhá. Một bác đầu tiên là 260k các bạn. Tấn công. Ui, giờ thì thao đánh anh em. Trời ơi, mang đầu xịn xón bò mà ra trận đánh hoàn thua nè, không ổn anh em. Đấy, trận này có mấy bác mới có 9 sao đây anh em. Đấy. Bắt chế độ X2 đây rồi. X2 được một tầm rồi anh em. Úi trời, gặp cả Zoroazo kìa. Đấy. Cơ hội đến rồi, bắt đi. Ui, chém phát bay màu luôn rồi anh em. Chém phát bay màu Zoroazo luôn kìa anh em kìa. Ghê thật. Ui, đau nha. Đồ đùa nhìn bộ đôi này trông thế đi với nhau, đẳng cấp đấy các bạn. Được nhờ. Đấy, mình có cái bạn mình mấy bác có hơn 400k được chiếm mấy 300-400k, mình nên mấy bác đánh thế nào. Đấy, bác này 700k. 200. Ông chùm không phải. Đây anh em 300k này. Đó, đây đánh 300k. Chẳng sao. Ây chà, ây chà. Ôi, thế thì bay màu. Chém phát bay màu hai người ngay. Ngoái. Ngoái, đùa, hoa đá thôi anh em. Một người gây hoa đá, một người choáng có bút xấu anh em. Được cái nhà bộ đôi này trong thế đi với nhau vui phết đấy các bạn. Trời ơi, mấy con tướng này chả bao giờ anh em chơi luôn á. Thật sự, nói mà ấy đâu, nhưng mà thật sự không, các bạn có bao giờ chơi không? Không, nhưng mà mang ra test thì thấy vui thật anh em nhá. Mấy tướng kiểu này test đi, test này vui nha. Đồ của Đạc mang và xịn xón bò ra trận đánh thắng bò hẳn ngay anh em. Được rồi, đây mình có bạn 500k. 300, đây rồi anh em. 400 và đến 500k phát nữa nha. Để xem đánh có ăn được không. Đó, mấy tem mới vào lực nó cấp cũng phải như này anh em, test nó mới ổn. Chém đi nào. Ui, tí nó xin mạng của kit luôn anh em. Smoker đâu phun khói. Thôi lại bị cầm nặng phát nữa rồi. Chưa kịp hết lượt cũ lại thêm lượt mới rồi anh em. Úi sao ăn choáng nữa à. Úi sao anh khói đấy. Úi giời, Jin bè. Ui, đánh cái tem này trông thấy mà áp chế quá các bạn. Trời ơi, bút xấu nhiều quá. Hết choáng này đóng băng, hết đóng băng này hoa đá. Vậy sao chơi? Chơi vậy ai chơi lại? Chơi vậy chơi mình đi. Ai chơi lại được? Ui, trời ơi, để thuyền mình nó bắn khỏe quá các bạn. Thuyền mình nó bắn khỏe quá, phát một bay màu được bạn luôn rồi. Ok, vẫn là win. Bởi vì mình có chiến hàm anh em. Chiến hàm này mình hơi mạnh cả, anh em thông cảm. Dù sao chúng ta chỉ test cho vui thôi mà. 500k nè. Giờ nên gặp tem 500k lực chiến xem sao. Đô Phi này. Đấy, Sanji anh em. Ui, thiếu Luffy nữa là đủ bộ 3 anh em rồi các bạn. Đấy, nhưng đây còn Roro Noazo nữa này. Cố gắng một phục thù đi. Smoko đâu nên nhạc khóa đi. Không phải ngáp giờ đấy. Trời ơi, kịp không? Nên nhạc khóa đi. Cố gắng nào, nên nhạc khóa đi. Ôi, bị choáng rồi anh em. Chưa gì đang choáng này thôi chứ. Ui, bay màu. Cái trang cũng gây choáng lại đời anh em. Nhưng mà thôi, cũng vẫn thua. Nói chung thì trông thế thôi anh em, có ăn mặc vậy chứ cũng không ăn thua rồi các bạn. Vẫn là số phận ăn hành thôi các bạn. Ok, nói chung thì video kết vui ngày hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây thôi anh em nhé. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn anh em đã dõi theo video của mình rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt mọi người ở clip theo. Bye bye, chúc anh em xem đồ vẻ ạ.